tranh cãi dĩa bún chả 35k thuận mua vừa bán hay chặt chém khách du lịch. Mạng xã hội đang bàn luận sôi nổi về hình ảnh dĩa bún có hai miếng chả ở một khu du lịch. Theo đó, chủ nhân đăng tải dĩa bún này đã có những chia sẻ như sau. Sầm Sơn mùa nắng nóng đông như trảy hội các cụ ạ. À. Ở đây các quán ăn mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch về giá cả. Mời mọi người ăn bún chả 35k ạ. À. Sau đó không lâu, một bài viết biên lại nội dung câu chuyện này đã được đăng tải lên không gian mạng. Đây là suất bún chả ở Sầm Sơn, Thanh Hóa với mức giá chỉ 35k, hiện gây chấn động giới ẩm thực trong nước. Mặc dù đã có niêm yết giá rất rõ ràng và chủ quán cũng nói xanh chính luôn 35k, chỉ được 2 miếng chả thôi. Khách thấy 2 miếng chả ăn không đủ dính chân răng nên sau đó đã đăng lên mạng hỏi như vậy là đắt hay rẻ. Thì chủ quán đòi đối chất với khách vì sao đăng lên không hỏi ý kiến. Sai đúng, đắt rẻ thì chưa rõ. Nhiều người thì bảo quán đã ghi rõ giá và định lượng như vậy. Ăn thì ăn, không ăn thì nghỉ. Người thì bảo 35k cho một suất bún 2 miếng chả là quá đắt. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những lời bàn luận từ công chúng mà cơ quan chức năng cũng chính thức vào cuộc. Trao đổi với truyền thông về sự việc, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng của du khách phản ánh, chúng tôi đã đến quán kiểm tra xử lý về phản ánh của người dân. Qua kiểm tra thì các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh thì quán đầy đủ cả, việc niêm yết giá đầy đủ. Cũng theo vị đội trưởng này thông tin thì trước khi ăn, chủ quán cũng đã nói thẳng là suất 35k, tức là 35.000 đồng, chỉ được như thế thôi. Được biết món ăn đăng lên còn thiếu rau sống và nước vối. Đáng nói sau khi kiểm tra, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thuộc quản lý thị trường Thanh Hóa đã lập biên bản xử lý quán ăn này do niêm yết giá bằng K là không đúng quy định nên đã yêu cầu chủ quán phải viết bằng chữ Việt Nam đồng. Có lẽ hơn ai hết, khách hàng là người được lựa chọn dịch vụ. Quan trọng là họ thấy thoải mái với lựa chọn của mình, dù là đắt hay là rẻ. Bản thân họ mới là người cảm nhận và đưa ra đánh giá. Còn người bán bên cạnh việc tuân thủ việc buôn bán theo quy định của pháp luật, có lẽ hơn cả là cái tâm đặt vào từng món ăn sao cho giá cả phải chăng và hợp lý. Đặc biệt, với những hộ kinh doanh ở khu du lịch thì điều này lại càng thêm phần quan trọng. Bởi lẽ việc buôn bán có tâm, có tầm không chỉ giúp quán có lượng khách ổn định, lâu dài mà còn đóng góp giúp quảng bá văn hóa của khu du lịch đó tới bạn bè gần xa, thậm chí là du khách quốc tế. Bạn đã từng bị chặt chém ở các khu du lịch hay chưa? Hãy chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề gây nhức nhối này. Hoặc nếu có thể, hãy kể cho Ibis nghe những câu chuyện bạn gặp khi đi du lịch có liên quan tới tình trạng này. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh Ibis để cập nhật tin tức giải trí và xã hội nóng nhất mỗi ngày quý vị nhé.